Khởi động cho chiến dịch thu thuế hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội là Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế Hà Nội. Nhưng sau 2 tháng triển khai, kết quả thu được khá khiêm tốn. Có tới 90% chủ tài khoản không đến cơ quan thuế để làm việc khi được gọi đến. Thực tế này cho thấy phần lớn những người kinh doanh qua hình thức này chưa ý thức được nghĩa vụ thuế của mình và còn tỏ ra nghi ngại khi phải đến gặp cơ quan thuế. Giống như rất nhiều người kinh doanh trên Facebook, anh Hoàng Nam tỏ ra chưa hiểu về cách tính thuế với hình thức kinh doanh của mình. Mặc dù biết rằng muốn kinh doanh ổn định lâu dài sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế, nhưng anh vẫn tỏ ra rất nghi ngại, không biết nên hay không nên đến gặp cơ quan thuế. Đã là kinh doanh thì điều mong muốn là lợi nhuận sẽ là cao nhất và việc hoàn thành thuế cũng là cách để có thể duy trì việc kinh doanh đảm bảo ổn định. Tuy nhiên nếu mà nói cá nhân tôi thì không thể nào đại diện cho tất cả mọi người nói rằng mức thuế đó là cao hay là thấp, nhưng có lẽ cần phải trưng cầu ý kiến người dân, những người trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh trên Facebook. Với nhiều hình thức tuyên truyền như gửi thư mời, nhắn tin, gọi điện, cơ quan thuế đã thông tin đến khoảng 27.000 tài khoản kinh doanh qua Facebook, nhưng sau 2 tháng triển khai, chỉ có khoảng 10% chủ tài khoản chủ động đến gặp cơ quan thuế. Việc thu thuế nó cần phải đồng bộ với những cái cơ sở hạ tầng thanh toán khác. Ví dụ, như chúng ta phải thúc đẩy những cái hoạt động mà thanh toán qua thẻ, rồi kiểm tra các cái tài khoản thuế và những cái biện pháp về phòng chống thu thuế khác, mà xác minh và từ đó bắt lỗi những cái người gọi là không tuân thủ. Cho nên là chúng ta chỉ dựa vào cái sự tự giác hoặc là tự trọng hoặc là vân vân á, thì e rằng nó chưa đạt được cái yêu cầu kỹ thuật. Rõ ràng kết quả ban đầu triển khai thu thuế người kinh doanh qua Facebook vẫn còn khiêm tốn, nhưng ngành thuế khẳng định có đủ căn cứ để quản lý hình thức kinh doanh này. Trên thực tế, hình thức này chưa hoàn toàn là kinh doanh thương mại điện tử đúng nghĩa, vì phần lớn giao dịch như giao nhận hàng và thanh toán vẫn thực hiện offline mà không online trên mạng, nên vẫn mang dáng dấp kinh doanh truyền thống. Các cái cá nhân mà là cá nhân cư trú tại Việt Nam, họ vẫn là những cá nhân có một cái địa điểm kinh doanh cố định tại Việt Nam, có một cái nơi ở, có một cái nơi cư trú, rồi có vẫn phải có những cái địa điểm tập kết hàng hóa, rồi có những cái phương tiện để giao nhận hàng hóa hay là thông qua các cái công ty chuyển phát nhanh để ship hàng. Thì đấy là những cái căn cứ để chúng tôi đưa vào quản lý thu thuế. Và như vậy là họ cũng đang hoạt động cũng tương tự như các cái kinh doanh truyền thống thôi. Phần lớn kinh doanh trên Facebook hiện nay theo hình thức quảng cáo online, nhưng khách hàng lại đến xem hàng tại nhà và giao dịch trả bằng tiền mặt, nên khó có thể kiểm soát được doanh thu. Có lẽ do vậy mà nhiều chủ tài khoản tỏ ra rất hờ hững khi ngành thuế gọi tên.